Huyện Bầu Bàng nằm ở khu vực phía bắc của tỉnh Bình Dương, cách thành phố Thủ Dầu Một 35 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 70 km. Cùng với tuyến đường cao tốc Mỹ Phước Tân Dạng kết nối với Đồng Nai, nơi quy hoạch sân bay cảng biển mới đã được chính phủ thông qua, là điều kiện thuận lợi cho quá trình lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu, phục vụ sản xuất công nghiệp. Trên địa bàn huyện hiện tại, khu công nghiệp đô thị Bầu Bàng với diện tích quy hoạch 2.166 ha, đến nay đã lấp đầy và tiếp tục quy hoạch mở rộng thêm 1.000 ha. Ngoài ra, khu công nghiệp Tân Bình với diện tích 352,5 ha và đang tiếp tục xin mở rộng thêm 1.055 ha trên địa bàn hai xã Hưng Hòa và Tân Hưng của huyện. Đồng thời, huyện chủ trương phát triển thêm hai khu công nghiệp đã có chủ trương là khu công nghiệp Lai Hưng diện tích 600 ha và khu công nghiệp Cây Trường diện tích 700 ha. Với tiềm lực về tài chính, quỹ đất rộng lớn và đội ngũ nhân sự quản lý chuyên nghiệp, công ty địa ốc An Thịnh Phát đang vươn mình mạnh mẽ, tạo nên dấu ấn đậm nét trên thị trường bất động sản bằng các dự án đã triển khai và bàn giao cho khách hàng như Happy Home 1, 2, 3, 4, 5, Center House 1, 2, Phú Hòa House 1, 2, Gold House 1, 2, 3. Hiện công ty đang triển khai dự án Gold House 4 với quy mô lớn tọa lạc tại khu đô thị công nghiệp Bầu Bàng. Với đầy đủ tiện ích, thu hút lượng lớn các doanh nghiệp từ các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Italy. Dự án Gold House 4 với quy mô tọa lạc tại khu đô thị có hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, hệ thống lưới điện quốc gia, các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ huyết mạch đi qua, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, chợ Bầu Bàng. Dự án Gold House 4 được bàn giao khi hoàn thiện nhà hoàn công, sổ hồng riêng, đất thổ cư 100%. Quý khách hàng chỉ nhận nhà mà không tốn thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác. Hãy đến với Gold House 4, nơi lựa chọn tốt và sở hữu những căn hộ tốt nhất cho gia đình bạn.